hạnh phúc, cứ tưởng phải là cái gì đó cao siêu, xa cách, là thứ gì đó vĩ đại hay nghìn trùng đưa tay với hoài không tới. Hạnh phúc thật ra gần gũi và giản dị đến không ngờ. Như với chị nghệ sĩ Thanh Hằng, hạnh phúc chỉ là muốn được hát cho đến hơi thở sau cùng. Chị là con nhà nòi từ trong trứng nước, bốn đời đi qua ánh đèn sân khấu. Bởi con nhà nòi nên chị từ năm mười mấy tuổi đã rạng rỡ bên màn nhung cùng những tên tuổi lớn của cải lương ngày ấy. Sân khấu cùng những âm thanh, màu sắc và những vai diễn thấm đậm vào chị như mặc nhiên nó đã vậy. Và trong suốt cuộc hành trình của kiếp tầm nghệ sĩ, chị thấy mình được quá nhiều ân sủng của tổ nghề. Tổ cho nhiêu thì trân quý bấy nhiêu. Ngày xưa ba mẹ chị cũng là đi đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Bà bầu mới nói thôi, nó là con nhà nòi mà, rồi vô gặp cô ba Thanh Nga, cô ba nói tuyển nó vô đi. Là mấy tuổi chị? Lúc đó chị 14 tuổi. Một khoảng thời gian dài phải lưu lạc ở xứ người, nhiều đêm chập chờn trong mộng mị, nhớ sàn diễn, xiêm y, áo mão, nhớ từng cung đàn, từng nhịp song loan và biết bao nhiêu vai diễn. Để rồi giật mình thức giấc, chị thấy quanh mình là chuyện nợ nần áo cơm, con trẻ và nước mắt. Chị nhớ nhà, nhớ nghề đến quay quắt rã rời. Chị ước một ngày bay về cố hương. Chị ước lại được bước lên sân khấu và hát. Hát vì chị sinh ra là để hát. Hát vì bốn đời nghiệp tổ và những lớp lan vọng cổ sạc xê. Thời gian nó đi mãi hồi nào chị không hay. Nhớ nghề lắm. Nhiều đêm là chị cứ nghĩ chị trễ tuồng mà chị chạy chị học tuồng, chị chạy làm mặt tròn tỉnh dậy nửa đêm nữa giấc, thì chị nghĩ chị đang nhìn vô phòng chị đang ngủ, ủa mình đang ở đâu đây. Giờ thì chị đã về nhà, nợ trần gian đã vơi, và chị thảnh thơi nhận lại cho mình chút niềm vui nhân thế, dẫu cho có muộn màng. Muộn thì đã sao, khi chị lại được sống những tháng ngày như chị từng mong muốn. Và chị lại được hát. Hát như thế, nếu không hát, chắc đời chị đã quạnh hiu biết bao nhiêu. Hiện tại vì chị rất là hạnh phúc, mẹ của chị cũng khỏe mạnh nè. Chị được khán giả thương yêu chị nè, các con fan của chị luôn luôn lúc nào cũng đồng hành và theo dõi chị. Chị hạnh phúc nhiều nhất nữa là hiện tại bây giờ tới từng tuổi này mà chị vẫn còn giữ cái cột hơi rất là tốt để được ca hát cho tất cả quý vị khán giả thương yêu chị. 20 giờ 5 phút thứ Bảy ngày 8 tháng 1 năm 2022 trên sóng truyền hình Tây Ninh TTV11 trong chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Chúng ta sẽ gặp chị, nghệ sĩ Thanh Hằng. Chị sẽ kể chúng ta nghe rằng hạnh phúc với chị có màu gì và được nhìn thấy như thế nào. Vui hay buồn, viên mãn hay rạn vỡ, và liệu còn gì mà chị chưa kịp nói. Chương trình sẽ được phát lại vào lúc 15 giờ 35 phút Chủ nhật và thứ Năm của tuần kế tiếp trên sóng TTV11 và trên fanpage Tây Ninh TV, YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý khán thính giả chú ý đón xem.